Khi nhắc đến các giải pháp cho các vấn đề của xã hội như giải quyết kẹt xe, gian lận trong thi cử, vấn nạn ô nhiễm, vấn nạn xả rác. Giải pháp được nhiều người đồng tình nhất đó là nâng cao ý thức của người dân. Nâng cao ý thức của người dân thông qua giáo dục, thông qua tuyên truyền, vận động, thông qua báo chí. Chúng ta hy vọng rằng bằng những hành động trên, những người trong cộng đồng sẽ trở nên tốt hơn, sẽ được giáo dục, sẽ có ý thức và như thế các tệ nạn trong xã hội sẽ giảm hẳn đi. Mặc dù đó là một cách giải quyết vấn đề lý tưởng, nhưng dường như nó khá xa với thực tế và mơ hồ. Nâng cao ý thức, thế ý thức thế nào là thấp? Doanh nghiệp sản xuất lớn, doanh thu hàng năm đạt 100 tỷ nhưng lại xả rác ra môi trường, có phải là vì giám đốc doanh nghiệp đó có trình độ giáo dục, ý thức thấp? Cán bộ đảng tham nhũng, có phải là vì cán bộ ý thức thấp mà nâng cao ý thức thì nâng cao như thế nào là đủ, cao đến mức để không còn giám đốc công ty nhà nước nào tham nhũng hàng chục tỷ đồng? Và thật ra ý thức là gì? Chúc các bạn may mắn trên con đường tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên. Có một cách khác để chúng ta giải quyết các vấn đề tại xã hội này. Chúng ta có thể coi rằng cả xã hội lớn này là một sân chơi và những người sống trong xã hội đó, bao gồm cả người viết bài này, người đọc bài viết này, đều là một người chơi trong xã hội. Cách chúng ta chơi phản ánh luật chơi của xã hội đó. Và những luật chơi đó là nguyên nhân của hàng loạt vấn đề lớn trong xã hội này. Tìm hiểu luật chơi. Trước khi đi sâu và tìm hiểu tại sao có thể coi xã hội này là một sân chơi, chúng ta hãy quay lại vấn đề lưỡng nan của người tù, nổi tiếng trong lý thuyết trò chơi. Hẳn nhiều người đã quen với vấn đề người tù này, nhưng mình vẫn sẽ nhắc lại vì nó sẽ làm sáng tỏ nhiều ý trong bài viết này. Tóm gọn lại vấn đề người tù là như sau. Có hai kẻ cướp trong một băng cướp bị bắt. Hãy gọi bọn họ là A và B. Cảnh sát cách ly hai người ra hai phòng thẩm vấn cách biệt. Bây giờ cảnh sát cho mỗi người một sự lựa chọn, khai thông tin về người kia và thông tin về băng cướp hoặc không khai. Có 4 trường hợp như sau có thể xảy ra. Người A khai, người B khai, mỗi người đều bị 4 năm tù. Người A khai, người B không khai, người A bị 2 năm tù, người B bị 6 năm tù. Người A không khai, người B khai, người A bị 6 năm tù và người B bị 2 năm. Người A và người B đều không khai, mỗi người bị 1 năm tù. Trong trường hợp không được liên lạc với người B, người A sẽ phải làm gì? Nên khai hay không khai? Câu trả lời theo nhà toán học lỗi lạc Nash, người đã phát triển toàn diện lý thuyết này, người A luôn luôn nên khai. Vì khi người A khai thì trong tình huống tệ nhất, tức là người B cũng khai, là cũng chỉ bị 4 năm tù, còn tình huống tốt nhất chỉ bị ở 1 năm. Nhưng nếu A không khai thì tình huống tệ nhất là anh ta sẽ phải ở đến 6 năm tù. Mặc cho tình huống tốt nhất, nếu anh ta khai là anh ta chỉ bị 1 năm, nhưng làm sao A có thể chắc được rằng B không khai? Như vậy, việc khai ra đồng bọn được coi là chiến lược thống trị. Sở dĩ việc A nên khai được coi là chiến lược thống trị trong tình huống này vì trong lý thuyết trò chơi có một giả định là con người luôn đặt lợi ích của mình lên trên hàng đầu. Tức là gần như 99% là B sẽ khai vì nó có lợi cho B nhất, cũng tương tự như A. Liệu có những câu chuyện tương tự như vậy trên thực tế? Câu trả lời là có rất nhiều. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một khu phố nhỏ có cửa hàng tạp hóa, hay tạm gọi là cửa hàng mở. Cửa hàng mở từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Cuộc sống ở khu phố rất bình yên và chẳng có gì biến đổi. Thế rồi có nhiều người di cư đến đó và dần dần khu phố trở nên sôi động để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Một người khác đã đến và mở cửa hàng tạp hóa ngay cùng trên con đường đó, tức là cửa hàng nở. Nếu bạn là chủ cửa hàng mở thì bạn có mở cửa luôn vào chủ nhật chứ? Hãy xét 4 tình huống sau. M mở cửa vào chủ nhật và N không mở cửa vào chủ nhật. Doanh thu của M tăng thêm 20% và có thể lấy được khách của N. M mở cửa vào chủ nhật và N mở cửa vào chủ nhật. Doanh thu mỗi cửa hàng tăng thêm 10%. M không mở cửa vào chủ nhật, N không mở cửa vào chủ nhật, không có doanh thu tăng thêm. M không mở cửa vào chủ nhật, N mở cửa vào chủ nhật, M không có doanh thu tăng thêm và có nguy cơ mất khách của mình và cửa hàng N. Rõ ràng với phân tích như vậy thì tốt nhất là cửa hàng M nên mở bán vào ngày chủ nhật. Mặc cho điều đó có ý nghĩa rằng người chủ sẽ không có được một ngày nghỉ trong tuần.
Đây chính là điều xảy ra ở Hoa Kỳ vào kỳ nghỉ lễ năm 2014. Khi hết nhà hàng bán lẻ này đến nhà hàng bán lẻ khác không muốn buông bỏ thị phần vào tay đối thủ, đã mở bán cạnh tranh quyết liệt. Tờ International Business Times ghi lại rằng các cửa hàng đang mở bán từ rất sớm, sớm chưa từng có. Chuỗi siêu thị Morsi quyết định mở cửa sớm hơn thường lệ 2 tiếng đồng hồ. Và Target lập tức bắt chước ngay. Kmart thì mở cửa vào lúc 6 giờ sáng vào ngày lễ tạ ơn và mở cửa liên tục suốt 24 giờ đồng hồ. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy rõ việc mọi người đang theo đuổi chiến lược thống trị là rất rõ ràng. Các cửa hàng điện thoại giảm giá bán vào ngày Tết, các tour du lịch giảm giá vào các kỳ nghỉ lễ, các trung tâm tiếng Anh giảm giá các khóa học hè. Và khi một cá nhân ở Việt Nam tham gia vào nạn hối lộ, lối suy nghĩ của họ cũng là tương tự. Hãy tưởng tượng rằng bạn bị cảnh sát giao thông tuyết còi vì tội lấn làn. Bạn còn quên không mang theo bằng lái và đang đến chỗ hẹn gấu. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ không hối lộ và bạn gặp trúng anh cảnh sát liêm chính. Hậu quả, bạn bị lập biên bản, phải đóng phạt, bị tạm giam xe cho đến khi trình được bằng lái. Như vậy là tạch mất cuộc hẹn, lại còn khiến gấu rất tức giận. Bạn sẽ hối lộ và gặp trúng anh cảnh sát liêm chính. Hậu quả, anh cảnh sát không nhận tiền, bạn bị lập biên bản, phải đóng phạt, bị tạm giam xe cho đến khi trình ra được bằng lái. Cuộc hẹn cũng bị hủy và bạn cũng bị gấu mắng cho một trận. Bạn sẽ không hối lộ và bạn gặp trúng anh cảnh sát cần tiền bồi dưỡng. Hậu quả, bạn bị làm khó dễ, cảnh sát không cho bạn đi, bạn có nguy cơ trễ hẹn mà theo đúng luật thì có thể bị giam xe nữa. Bạn sẽ hối lộ và gặp trúng anh cảnh sát cần tiền bồi dưỡng. Hậu quả, bạn mất vài trăm ngàn đồng nhưng vấn đề được giải quyết nhanh lẹ trong 5 phút. Anh cảnh sát nhắc nhở bạn phải đi cẩn thận, thế rồi bạn sẽ lại đi tiếp đến chỗ hẹn gấu, coi như là mất tiền xui. Trong tình huống này, rõ ràng tốt nhất là nên lót tay cho anh cảnh sát, bởi vì thực sự bạn không biết anh cảnh sát đang nói chuyện là liêm chính hay không. Trong tình huống bạn phải đi gấp gáp, rõ ràng tốt nhất là nên lót tay. Nếu ảnh không nhận thì mình cũng chẳng bị thiệt thêm gì cả, kết quả cũng vẫn thế. Nếu con ảnh nhận thì quá tuyệt vời. Cái kết quả của việc đút lót cho anh cảnh sát được chấp nhận, nó tốt hơn rất nhiều so với kết quả của việc bạn chọn không đút lót. Tuy nhiên, trước khi đi vào vấn đề, mình muốn nói rằng bài viết này không phải đang áp dụng lý thuyết trò chơi và thực tế xã hội. Bài viết này viết ra nhằm để chỉ ra rằng mọi người trong xã hội chỉ là đang sống theo những quy định hay là luật chơi trong xã hội đó. Và họ đang tìm cách chơi làm sao cho có lợi cho mình nhất hoặc là chơi dễ nhất. Vậy làm sao để biết cách nào tốt nhất cho bản thân mình? Muốn thay đổi xã hội, hãy thay đổi luật chơi hoặc cả cuộc chơi. Quay trở lại về vấn đề của người tù, hãy giả sử rằng ông trùm băng cướp đó cũng là một người học giỏi toán và ông ta rất rành về lý thuyết trò chơi này. Thế là ông ta đã nói với các thành viên trong băng cướp trước khi thực hiện phi vụ rằng ông ta có tay trong bên trong lực lượng cảnh sát và nếu đứa nào bị bắt mà khai thông tin về băng cướp hay đồng bọn thì gia đình đứa đó gồm vợ con, ông bà cha mẹ sẽ được cho ngủ với Jun. Và lập tức kết quả của cuộc chơi sẽ khác hoàn toàn. Lúc này thì chiến lược thống trị của hai tên cướp là tốt nhất thì nên im lặng. Bạn thấy đấy, học toán rất có lợi cho tư duy. Tương tự với trường hợp của hai cửa hàng cuối phố. Để đảm bảo rằng mình có thể nghỉ ngơi vào ngày Chủ nhật mà không sợ đối phương giật khách, hai vị chủ cửa hàng có thể tạo ra luật chơi là nếu ai bán hàng vào ngày Chủ nhật thì phải chi một nửa doanh thu cho cửa hàng còn lại. Trên thực tế, điều này được áp dụng ở Wall Street. Các nhân viên giao dịch chứng khoán, vàng hay bất kỳ loại hình tài chính nào ở Wall Street đều bị yêu cầu dừng giao dịch ở một thời gian nhất định trong tuần. Tất cả các công ty đều ký thỏa thuận không để nhân viên làm việc sau giờ nhất định, ngay cả khi họ đã về nhà. Nếu họ không làm điều này, thì các nhân viên Wall Street sẽ giao dịch 24/7 vì tin tức toàn cầu sẽ liên tục ảnh hưởng đến giá cổ phiếu các công ty trên sàn. Và một nhân viên sẽ không dám ngủ vì anh ta sợ đối thủ cạnh tranh sẽ thức lúc anh ta ngủ và canh thời điểm giá thuận lợi mà mua, tức là mọi người sẽ làm việc đến chết. Giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Thay đổi luật chơi để giúp xã hội tốt đẹp hơn vẫn đang xảy ra thường xuyên ở Việt Nam. Ví dụ như việc mở cửa giao thương với quốc tế đã tạo ra một luật chơi mới là ai có tiếng Anh tốt sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn với những người không biết ngoại ngữ. Có ngoại ngữ khiến người Việt dễ tiếp xúc với tri thức, công nghệ quốc tế để quay lại giúp cộng đồng. Tuy vậy, tại sao trình độ tiếng Anh của người Việt hiện nay còn rất yếu? Nếu nhìn theo mặt bằng chung, liệu bạn có thể tìm ra được nguyên nhân hay có những luật chơi ngầm nào đó khiến các học sinh không học tốt được tiếng Anh?
Sau khi xác định được nguyên nhân rồi thì bạn có thể thiết kế ra một dự án mới giúp người học. Và đó là ý kiến của tác giả, các bạn có đồng tình hay không hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!